Dòng game đang hot hiện tại ở thị trường Việt Nam và cả thị trường của Trung Quốc nữa, và cũng là meta của thị trường quốc tế em nhé. Game AFK Idea kết hợp với màn hình dọc các bạn. Game màn hình dọc hiện tại đang là cái game mà được rất là nhiều nhà phát hành game ở Việt Nam mua về và phát hành. Đấy, đặc biệt là những cái dòng game Tam Quốc thì dạo gần đây là nó màn hình dọc rất nhiều em nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho anh em một tựa game màn hình dọc Tam Quốc. Nhưng mà nó lại là ở bên Hàn chứ không phải ở Việt Nam ta. Và sở hữu cái đồ họa thì khá là ok em ạ. Mình được một bạn comment ở cái video và nói là con game này khá là hay và đưa cho mình tên của cái tựa game này. Và mình đã tìm ra và tải và trải nghiệm thì thấy nó khá là ổn về mặt tạo hình nhân vật, về hiệu ứng kỹ năng và chiêu thức em nhé. Nên là mình sẽ review cho anh em, và anh em nào muốn tải và trải nghiệm tựa game này thì cuối video mình sẽ có hướng dẫn cho anh em trên cả Android và iOS. Nhớ xem hết video này để mà vừa khám phá gameplay, vừa tải và trải nghiệm được tựa game này nhá. Game này thì nói chung là mọi thứ đều ổn, nhưng mà rất là tiếc game này ở phần setting nó rất sơ sài các bạn. Nó không có một cái gì khác ngoài cái phần bật chế độ HDR. Và bật chế độ HDR nên thì mình thấy là nó cũng không khác gì cả. Nói chung là con game này thì hiện tại không có phần cài đặt đồ họa, nên là nó khá là chán ở cái chỗ đó. Chứ nếu mà game này nó hỗ trợ thêm FPS 60 nữa thì phê quá. Nhưng mà rất tiếc là không có em nhá. Và mình thấy là chơi cái tựa game ở trên giả lập thì nó hơi lag và giật một xíu. Anh em nào test thử ở trên mobile xem thế nào. Chứ giả lập là mình test hai giả lập rồi, nhưng mà cảm giác nó cứ bị giật giật, hay là do máy mình yếu em ạ, hay là tải quá nhiều game trên giả lập thì nó bị đơ như vậy. Tí mình sẽ test thử ở trên mobile xem thế nào. Các cái nhân vật trong Tam Quốc, Quan Vũ, Trương Phi vân vân thì đều có cả. Nó là một game Tam Quốc mà anh em. Vẫn là một dòng game đánh theo lượt đấy, và quay x10 tướng em nhá, kết hợp với AFK Idea rảnh tay nữa. Game này thì đúng kiểu gu xu hướng của Việt Nam chúng ta rồi. Rất là nhiều anh em sẽ không thích kiểu game màn hình dọc, mà cũng có người thích, có người không thích, nên là những ai thích thì tải và chơi, còn những ai không thích thì có thể bỏ qua nhá. Game ở giai đoạn đầu thì nó cho anh em bật luôn tăng tốc x2. Không biết là về sau thì nó có X3 hay không, nhưng mà game hiện tại đang hỗ trợ 2X. Chúng ta có các cái thông số sát thương này. Chúng ta có phần bớt các thứ. Rất nhiều các chỉ số để mà anh em có thể là khám phá được một cái trận đấu nó kỹ càng nhất. Game này mà nhà phát hành ở Việt Nam mua về phát hành nó cũng khá là ổn này. VNG thì hiện tại thì rất là ít. Hình như là chưa có một cái con game màn hình dọc nào ấy. Thế ra mà VNG phát hành cái tựa game này thì cũng khá là ok đấy. Game này thì mình thấy là nó khá là ổn. Được. Mong một nhà phát hành nào ở Việt Nam mua về phát hành. Anh em có thể để ý là VNG nó hiện tại nó chưa hề có một cái con game màn hình dọc nào cả. Toàn là màn hình ngang, hay là những cái con game siêu phẩm, hay là những cái dòng eSport thôi. Tam Quốc thì đa số hiện tại đều là những con game màn hình ngang em ạ, và đều là siêu phẩm Tam Quốc cả. VNG nó chọn lọc game phát hành lắm chứ không phải lôm côm đâu anh em ơi. Lúc đầu thì giật và lag khá nhiều, nhưng mà khi mà chơi thì chúng ta sẽ hết cái hiện tượng đó. Chơi khoảng tầm 10-15 phút là nó sẽ hết cái hiện tượng đó em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần quay x10 đây phải không nhỉ? Không phải, đây là phần đấu trường. Chúng ta sẽ có cái phần quay x10 ở chỗ nào vậy? Phần x10 quay tướng của chúng ta thì nó ở cái phần con ngựa này. Chúng ta sẽ tốn 2.000 kim yên bảo để mà quay được một lần x10. Chúng ta sẽ có 3 phần quay, gồm phần quay sự kiện hay sao ấy nhỉ? À, phần quay theo quốc gia hay sao này. Chúng ta có phần quay điểm tình bạn, và chúng ta có cái phần quay dạng cao cấp anh em nhé. Rồi, đó. Đó là phần quay của chúng ta, và đây là phần tỷ lệ. Tỷ lệ 5 sao là 0.40%. Nó chia đều cho từng cái phần quay này. Phần quay tình bạn rồi phần quay cao cấp mình vẫn chưa dịch, hay là dịch tí nhỉ, nhưng mà cái phần dịch màn hình của mình đã mất rồi. Nó lại chạy tứ lung tung, nó mất rồi. Đây là phần nâng cấp nhân vật. Đó. Phần nâng cấp đây cũng là dạng tăng level giới hạn, một cái dòng kiểu nâng cấp rất là quen thuộc. Đây là chúng ta có phần tăng sao này. Phần tăng sao này thì nó sẽ sử dụng những cái vị tướng trùng, hay là những cái vị tướng cùng phe.
để mà nâng cấp lên sao em nhé. Rất dễ hiểu thôi. Nói chung là cái dòng kiểu game như này thì nó rất là dễ, nó chỉ là thay cái chủ đề đi thôi. Và những cái game nào mà nó đầu tư mạnh thì game đó sẽ được tối ưu về mặt đồ họa, tối ưu về mặt kỹ năng và hiệu ứng em nhé. Chứ còn nó chỉ là thay cái chủ đề thôi em ạ. Và con game này thì được đấy là nó chuyển chủ đề Tam Quốc này, và nó được tối ưu game về mặt đồ họa thì khá là ổn. Hiệu ứng kỹ năng rồi là cử động của nhân vật, tạo hình của nhân vật, hiệu ứng chiêu thức của nó khá là ổn. Khi mà chúng ta chiến đấu thì chúng ta có thể là ấn vào cái mũi tên này để mà ra và tiếp tục đi khám phá những cái phần khác, còn để cho nó tự đánh em nhé. Đấy, khi nào mà nó chiến thắng thì nó sẽ báo cho anh em và anh em sẽ tiếp tục chiến đấu. Ồ, mình đã xong cái chương thứ nhất rồi cả. Dễ vậy. Khi mà chúng ta xong cái chương thì chúng ta sẽ nhận được cái quà gì không? Hình như đây là quà chương hay sao này. Ok, một vé quay X10. Test thử xem sao. Ok, mà mình sẽ quay ở cái vòng quay này nha. 10 vé quay không biết là nó sẽ ra được 5 sao nào hay không. Đây lại nom dòm chết giờ. Chúng ta có một 5 sao đây rồi. Và cái này nhìn như kiểu là tiểu kiều ấy nhỉ. Chúng ta có một 5 sao rồi anh em ơi. Vậy là chúng ta đã có được 2 5 sao. Vé này thì chúng ta sẽ có được cái gì? Quay X1 hay là quay X10 thì nó đều có cái hiệu ứng như này, nên là chúng ta rất dễ hiểu nhầm em nhé. Các cái phần quà, đây là phần quà của sự kiện 7 ngày. Ở dưới đây thì có cái phần giảm giá. Chúng ta sẽ có thêm các cái sự kiện khác. Đây là đăng nhập kiểu theo ngày đây anh em. Login 30 ngày. Tiếp theo là chúng ta sẽ có quà gì đó. Chúng ta sẽ có thêm các cái phần quà khác. Rồi, ok, cái này thì khám phá sau đi anh em. Và đây là cái vị tướng 5 sao tiếp theo của mình. Ép trang bị vào, sau đó thì sẽ cường hóa các level lên. Mở cái giới hạn level. Và hiện tại thì hình như là tất cả các tướng thì đều đang sở hữu trong mình 3 kỹ năng em ạ. Như những cái game AFK Idea đánh tay khác thì nó sẽ có tướng 3 kỹ năng và có tướng 4 kỹ năng nhé. Khi mà chúng ta có được một cái nhân vật mới thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái số lượng kim nguyên bảo tương ứng. Cái này là nó tùy theo phẩm hay sao anh em. 5 sao thì có từng này kim nguyên bảo, còn 4 sao thì nó sẽ có từng này kim nguyên bảo. Đấy, và bây giờ thì chiến đấu tiếp xem là chúng ta sẽ có cái gì thú vị nào. Ở phía bên cạnh góc dưới của tay phải của chúng ta nha. Nó sẽ là cái phần anh em có thể là chỉnh được cái đội hình. Chứ nếu mà anh em không chỉnh đội hình thì nó sẽ để cái đội hình mặc định của anh em. Và ok, nó có thêm cái phần tốc X3 đây các bạn. Game đã mở X3 ở giai đoạn đầu khá là nhanh. Và khi mà mở X3 thì có vẻ là game khá là ổn đấy. Tăng tốc lên game nhìn nó mượt hẳn các bạn. Đội hình thì mình sẽ chỉnh lại, tí nữa đánh kia cho nó dễ. Ôi rồi, một trận ra nên 6 tướng và sẽ có một main hỗ trợ em nhé. Có một main hỗ trợ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đánh với cái vị tướng 5 sao mới này để xem là có cái gì mới nào. Ái lèo. Tiếp tục là một cái tính năng rất là quen thuộc của cái dòng game này, đó là nó sẽ cho anh em free quay X10. Anh em muốn chọn cái bên nào thì chúng ta sẽ phải đạt cái yêu cầu của nó thì nó mới cho anh em nhận nhé. Nó sẽ có Thục Mị Ngô Quẩn và chúng ta sẽ quay theo quốc gia. Game này tạo hình đẹp phết mà nhìn nó kiểu khuynh hướng anime anh em ạ. Ok, đây là quần hùng hay sao này. Điều cuối này như là quần hùng. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã có được 4 nước. Sau khi mà đặt cái yêu cầu của nó sẽ cho anh em lựa chọn một trong 4. Chiến đấu với cái đội hình mới. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này.
Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Để mà tải cái tựa game này trên Android, mình sẽ hướng dẫn trên Android trước. Anh em truy cập vào trình duyệt web của anh em, sau đó thì truy cập vào cái website của ứng dụng bên thứ ba, đó là APK Pure. Đây, anh em truy cập vào cái website này anh em nhé. Sau đó thì anh em tải cho mình cái, đây là ấn cái từ tải về của phần APK app này này. Click vào tải về. Sau đó thì chúng ta sẽ có được cái phần đó là tải về APK. Và anh em tải APK về, sau đó thì cài đặt cái ứng dụng APK Pure cho mình. Sau đó thì anh em hãy mở cái ứng dụng APK Pure lên. Rồi, chờ nó quảng cáo một xíu, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ qua. Khi mà anh em click vào APK Pure này, anh em sẽ bắt đầu thoát ra. Đấy, có nghĩa là mở ra rồi. Sau đó thì anh em hãy thoát ra và để chạy ẩn, sau đó thì quay trở lại với cái link APK dưới phần mô tả của video ấy. Click vào cái link đó thì nó sẽ dẫn anh em trực tiếp đến cái tựa game này trên cái ứng dụng APK Pure em nhé. Đấy. Sau đó thì anh em sẽ bắt đầu tải cái tựa game này về và trải nghiệm thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có được list các cái tựa game mà mình đã tải về nó ở chỗ nào nhỉ? Đây đây đây, nó đây rồi. Đây tựa game này đây nha. Khi mà anh em click vào cái link dưới phần mô tả của video thì nó sẽ dẫn anh em đến cái giao diện của ứng dụng APK Pure với cái giao diện như này, sau đó thì anh em ấn cái từ tải về ở phía dưới này. Sau đó thì tải về và trải nghiệm em nhé. Còn ở trên iOS, đằng nào thì mình cũng tải cái tựa game này về chơi trên iOS thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đó là anh em hãy truy cập vào App Store của anh em. Click vào App Store, sau đó thì anh em click vào cái tài khoản iCloud, đấy, cái avatar của anh em góc trên cùng của tay phải, sau đó thì ấn vào cái tài khoản iCloud của anh em. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn quốc gia và vùng này, ở phần này này. Đấy. Quốc gia và vùng. Click vào đó. Sau đó thì anh em hãy ấn vào phần đó là thay đổi quốc gia và vùng ở phần này. Sau đó thì anh em hãy tìm cho mình cái chữ K của Korea, hoặc là anh em tìm cho mình là Đại Hàn Dân Quốc hoặc là Hàn Quốc em nhé. Với Việt Nam chúng ta nhìn Hàn Quốc ấy, hay là Đại Hàn Dân Quốc ấy. Còn tiếng Anh của chúng ta đó là chữ K. Đây đây, cái phần quốc gia Hàn Quốc với cái tiếng Anh đây anh em. Đấy, nó đã có đây rồi. Sau đó thì ấn Agree góc trên cùng của tay phải 2 lần. Với Việt Nam chúng ta thì anh em lưu ý là lựa chọn cho mình một là Hàn Quốc hay là Đại Hàn Dân Quốc nha. Ở phía dưới đây thì anh em hãy ghi y hệt như thế này nha. Đừng có viết sai cái gì cả. Đấy, ghi hệt cho mình như thế này. Ở phía dưới đây hình như là cái mã postcode đây này. Cái mã postcode thì anh em hãy nhập cho mình đó là 41.000. Đấy, 41.000, sau đó thì ấn cái nhập số điện thoại của anh em vào. Cái số điện thoại này anh em có thể nhập bất kỳ, nhập bừa vào cũng được nha. Sau đó thì ấn next cho mình. Rồi, ok, và nó đã chuyển phục thành công sang Hàn Quốc với toàn bộ các cái chữ Hàn ở đây anh em ạ. Sau đó thì anh em hãy quay trở lại với cái link dưới phần mô tả của video. Click vào cái link đó thì nó sẽ dẫn anh em trực tiếp đến cái tựa game này trên App Store của Hàn Quốc. Đấy, sau đó thì anh em hãy tìm cái tựa game, ấn cái tựa game đó và tải cái tựa game này về trải nghiệm thôi anh em ơi. Ok, và cái tựa game này đây rồi. Đó, khi mà anh em click vào cái link đó nhá, nó sẽ hiện ra cái game này. Và bây giờ anh em tải cái game này về thôi. Đấy, tải và cái game này rất là đơn giản em nhé, không có gì khó đâu. Đó là trên iOS và mình đã hướng dẫn đổ trên Android và iOS rồi. Chúc anh em tải cái trận game này trải nghiệm thành công và hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.